Vâng, xin được chào toàn thể mọi người. Hôm nay em có một ít hàng ạ. Mấy cây mắm cốt. Rồi, cuối cùng em có mấy cây búa này. Hôm nay em có mấy thùng đồ nghề, 6 cái thùng đồ nghề nữa. Còn để đặt hàng thì xin liên hệ em theo hai số điện thoại ở trên clip, trên cái tên của clip đó. Và có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số đó. Và còn giá các mặt hàng này là chưa bao gồm phí vận chuyển. Đơn hàng nào mà chuyển khoản ấy, thì em bao ship ạ. Còn đơn hàng nào mà ship code ấy, thì em chỉ hỗ trợ thêm phí ship thôi. Và còn chi tiết thì xin mọi người quan tâm có thể tham khảo thêm trong cái phần mô tả của video đấy. Giờ em xin đọc vào chi tiết. Và đầu tiên là súng 1 ấy. Súng 1 có hai cây thước, một cây thước lá. Hai cây này thì có Sinoa, logo chim cánh cụt. Và một cây thước góc. Đó, cái thước lá này nó dài là 300 mm. Dấu rít đây. Ở cây thước góc thì cái chiều dài của nó là đây, đến đây là 15 cm. Còn cạnh rồi cạnh đáy đây Sinoa, cạnh này nó dài 10 cm. Rồi cái thước góc vuông, ok. Nhờ hai cái thước này số 1 đây, số 1 giá là 220. Cái số 2 là cái kìm bấm tuốt dây, cái tìm đa lăng này, trên đầu bấm cốt này, dưới là cắt dây này, giữa là cắt dây này, cắt tuốt dây, cắt dây. Rồi cái này đây của Fujiwa. Cái này là của SK11 này, SK11 Fujiwa đã. Cái này lưỡi cắt nó nằm ở giữa. Cái này chiều dài nó là 22,5 cm. Cây số 2 là 130. Cây số 3 là cái lê ống. Cây này nó mở từ 30 đến 54 mm. Đây chiều mở nó. Đây cây này nó còn cái tay bọc à. Rồi, cây này số 3, cây số 3 là giá 200. Chiều dài nó là được 25 cm. Số 4 là có 2 cây. Số 4 cái 2 cây, cây nhỏ nó là từ mở từ 10 mà ống tròn là đường kính từ 18 đến 32 mm. Cây này từ 30 đến 54.
Rồi đây là chiều dài đó, 125, à, 150, 250. Rồi cái cặp số 4 này, số 4 này hai cây này giá là 300. Và số 5 là cây mỏ lết ngang. Cây mỏ lết ngang nó dài là 280 mini top. Giá vàng này. Rồi. Cái này thì cái miệng nó mở được hơn 7 phân ạ. Hơn 7 cm. Rồi cái số 5 ạ. Số 5 là 260 ạ. Rồi số 6 là cái cần nắc. Cái cần nắc này của Super. Super dấu dít này. Đảo chiều. Cái đầu này thép đen. Rồi độ rơ đây. Ok. Ở cây số 6 ạ. Cây số 6 này giá là 200. Đầu này là 1/2, 1/2 là 12,7 mm, chiều cạnh nó 12,7 và đấy chiều dài nó 25 cm. Số 7 là cây cần tiếp của Mitoloy đây, Mitoloy Yuzit nằm đây. Rồi, cái này chiều dài của nó là 25 cm, chiều dài 25, đầu 1/2, 12,7 ly. Rồi, cái này số 7 ạ. Cái số 7 lên là 170. Rồi, số 8 thì cây cần tiếp của Tôn. Cái số 8 này có cần tít và một khúc lối. Đấy, tôn ra bàn. Rồi cái đầu đấy 1/2. Hai đầu này 1/2. Rồi chiều dài cây này là 25. Còn khúc lối ngắn, thức khúc lối này chiều dài nó là 15 cm. Rồi này số 8 á, cây số 8 là 230, hai cây này. Và số 9. Là 9 là cây gần tiếp ấy. Đây, có cái ống nối dài đó, kéo dài ra vào. Đó. Rồi cây này thì của KTC. KTC đầu 1/2, 12,7 mm. Đây. Đây này, ngắn này. Rồi ngắn nhất nó là 30 ạ. 30 cm. Còn đa dài nhất nữa là dài nhất nó là 38 cm. 38 cm.
Rồi cây này thì nó bị chóc xi rồi rồi nó đây, nó đen đen xin. Đó, cái đầu nó chóc xi rồi, đầu này 1 phần 2 nó bi rồi, bi con này tốt, ok. Rồi, ngoại hình xấu đó, còn đây là số 9 á, cây này số 9 giá là 140, còn sử dụng thì vẫn tốt, không có gì, không có trục trặc gì hết ạ. Ok, ống này. Rồi, số 9 140. À, số 10 là cây kim bấm cốt. Số 10 thì kim bấm cốt này của nó từ nó từ các đầu bấm cốt này 1.25, 2, 5.5, 8. Ở cây số chiều dài là 25,5, các chức năng còn tốt. Ok, bóp tiếp vào đúng rồi. Cây số 10 là 240. Mười một thì là của mặc veo, mặc veo zip. Là 1.25, 2, 5.5 và 8. Ok. Ở cái này chiều dài là 26, 26,5 ạ. Này số 11 là 240. Số 12. 12 mặc veo nữa. Cây này thì nó mạ xi trắng này. Rồi các 1.25, 2, 5.5, 8. Chiều dài là 26,5, 26,5. Cây số 12, 12 là giá là 250. Rồi, số 13. 13 cũng mặc veo. Đây, mặc veo. Rồi, cái đầu cốt này nó 1.6 nhân với 2, cái đầu nhỏ nhất này. Còn đây nó ghi nhỏ, trung bình, lớn. Ok. Cái này chiều dài của nó là 20, 29 cm, dài hơn mấy cái kia. Ở số 13, cái này số 13 là giá là 260. 14 là cái mỏ lết răng của MCC, nó so nhú này. Ok, MCC 300 mini, MCC 300 dấu zit giá bằng đây. Okay.
cái này nó mở hết ra là được. Đây. Được hơn 5 cm. Rồi, đang còn rất là đẹp luôn. Ok. Số 14 ạ. Cái này số 14 260 ạ. Số 15. 15 cây đuôi chuột 10-13. 10-13 của top. Đây, top. À, top ra bằng. Cái này chiều dài của nó là 22 cm. Số cái này số 15, 15 là 120. 16, 16 thì cây cũng của MCC, cây này MCC. Số là 10 13, 10 13. Nên MCC. Ở chiều dài cũng 22 cm, số 16 120. Số 17. 17 là cái xà beng nhiều đinh. Ở cái xà beng này có Yamaguchi logo. Rồi chiều dài có là 300 mm, là 3 tấc ạ. Vâng. À, đây nữ nhiều đinh rồi nữa. Ok. Đây là số 17 ạ. Số 17 là 140. Đây con tem. À, số 18, 19 là hai cây búa này của hai cây búa đinh. Đó. Đây. Hai cây búa này búa của đầu trâu. Cây 18 là mặt bằng, cây 19 là mặt đóng. Cây mặt đóng mặt lưới. Đây, Dog Hill. Dog Hill made in Japan này. Rồi, hai cây này chiều dài nó là 35. Đó, 35 cm, cái chiều cao của búa nó là 12,5. Ở số 18 nó hai cây nó nặng là 520 g, số 18 là 190, 19 190 thôi. Đó, khác nhau số 18 đây, 18 là có mặt trơn, 19 là mặt caro. Số 20. Ở 20 búa của đầu trâu Dog Hill. Made in Japan. Cái búa này. Rồi cái búa này thì nó có cái đầu đây. Cái đầu này để kẹp đinh. Để đinh ở đây ta đóng về nó không trúng tay, cái đinh nó dài hơn này rồi. Rồi mặt đóng mặt lưới này,
Ở đây nó có hai lớp, lớp này là 3 cm, lớp này 5 cm. Ở trong đây nó có cái đầu lâm châm, có lâm châm hút vào đây. Đấy, đặt đinh vào đây, đóng. Thế là đóng xuống thôi, không phải giữ đinh. Ok. Rồi cây này thì có mất cái cán nó bị chóc xì rồi. Thì cán nó bị chóc xì rồi rồi, không có. Rồi, đầu búa cao được là 13 13 cm. Chiều dài đây là 38 39 cm. Rồi cái này 20, số 20. À, số 20 nó là 260, nó nặng là 640 g. Cả cán. 21. 21 búa cán cây, búa cán gỗ. Rồi, còn logo ở đây, búa Mickey. Ở cái đây đầu búa nó cao là 15 cm. Búa size lớn đó. Cái này là số 21, 21 201, nó nặng là 640 g. Rồi, 22 này. 22 cái búa bi. Đó. Cái búa này thì cán nó bằng sợi thủy tinh. Cán búa bi, đây búa khoảng tôn. Đó. Rồi đây đầu bi đây, ok. Cái búa bi này nó nặng là 780 g. 780 g này số 22 giá là 201. Cái búa bát giác. 23 búa bát giác này của đầu trâu này. Logo nó. Đầu búa nặng là 1,3 kg. Rồi cây búa này, cây búa số 23 nó nặng là 1,4 kg cả cán. Còn đây giá nó là 240, 23. Rồi, dẫn thông đồ nghề. Rồi thùng này thùng số 24 đây, là bên ngoài nó đây. Quay sách quá, ok. Rồi cái này cái dưới cái đáy nó chia làm hai ngăn. Ok. Rồi thùng số 24. Chiều dài là 34, chiều rộng 15, phần cao nhất là 10, đây thấp nhất là 7 cm. À, nó nặng là 1,3 kg. Đây, thùng số 24 này giá là 201. Rồi, thùng 25. 25 này. Ok, cái này thì hai khóa. Okay.
Thùng số 25. 25 này là giá là 200. Còn chiều dài đây 35 x 15 x 10. Và nặng là 1 kg 2. Thùng này thùng 26 á. Sáu cái thùng này thì nó dài hơn hai thùng trước ít, dài hơn được 3 phân 4 phân. Qua sách hai khóa đó, nước sơn của rất là đẹp nè. Thùng 26 á, nó dài là được 38, rộng 15, cao 10. Thùng này thì nó đã nặng 1 kg, nó mỏng hơn hai thùng trước. Thùng trước nó ngắn hơn mà nó cân nặng hơn. Thùng này là 1 kg. Ngày số 26 á, nó giá là 200, 26. Nha, 27. Rồi 27 đi thì là cái thùng của Tozo. Thùng này Tozo. Thùng này thì mất cái nước sơn nha. Cái lớp sơn trên mỏng mặt này nó bị trọng bong chóc rồi. Okay. Rồi, quay sách đây, quá đây. Thùng số 27 ấy, chiều dài là 36. 36 x 15 x 10. Thùng nặng là 1 kg 2. Số 27 này giá là 280. Ừ. Rồi Y350, nó dài 36. Thùng số 28 là thùng Tozo 2 tầng. Tozo. Mặt đáy mà không. Bên trong của nó okay. Ở cái thùng này thì nó còn được cái 4 cái ngăn này. Ok. Còn được 4 ngăn. Này khung ngăn này ta để gọn ở góc đây thôi. Bốn ngăn. Ở đây là cái thùng số 28. 28 nó dài là 35, rộng là 22. Đó, cao là 17. Và nó nặng là 3,7 kg, thùng rất là dày luôn. Số này là số 28, giá là 530. Chuyển khoản em bao ship. Đây. Còn cái đáy nó cao được là 10 hơn 10 phân ạ. Ok.
khoảng 29. 29 là cái thùng 2 tầng, thùng này mặc veo. Thùng mặc veo. Đây thùng này nó còn được 3, nó có 3 cái vách ngăn, 3 cái ngăn. Loại này nó bằng nhựa. Rồi, thùng 29 á. Thùng 29 nó dài là 46, rộng là 20, cao là 17 ạ. Và thùng là nặng là 4,5 kg. Số 29 này giá là 620. Đây là thùng, rồi thông số của nó. Rồi cái đáy này nó cao là 10 cm, hơn 10. 11 cm. Vâng, xin được kết thúc ở đây ạ. Xin được cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.